Chiều ngày 17 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm chúc Tết Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đón Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, có Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đến thăm và chúc Tết Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao hoạt động của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trên cả nước trong năm 2019. Năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu xử lý các tình huống góp phần ổn định chính trị trên các địa bàn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền các cấp nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới tới Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng như gần 3 triệu cựu chiến binh trên cả nước đồng thời đề nghị trong năm 2020 Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục sát cánh động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho.